Xin chào mọi người, mình là Đan Anh và đây là kênh YouTube của Tinh Tế. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay cho mọi người một chiếc bếp từ đến từ thương hiệu Đan. Đây là một chiếc bếp từ được nhập nguyên chiếc từ Đức. Và để xem là bếp từ Đan lần này nó có những cái nâng cấp và ưu điểm gì thì mọi người cùng mình theo dõi hết video này nhé. Đây là chiếc bếp từ Đan thứ hai mà Đan Anh đã trải nghiệm qua. Với chiếc bếp từ thứ nhất á, Đan Anh nhận thấy là nó vẫn giữ lại những cái ưu điểm vốn có của bếp từ Đan, chẳng hạn như là những cái chức năng nấu thông minh, tiết kiệm điện, tăng công suất nấu, hay là những cái tính năng tự động cảnh báo nhiệt dư vân vân. Lần này thì nó cũng sẽ có những cái đó, cũng có một thiết kế đẹp mắt, sang trọng, tinh tế, đơn giản và có thêm những cái chức năng mà mình thấy rất thú vị và cần thiết, chẳng hạn như là giữ ấm hay là tạm dừng khi nấu. Bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua cho mọi người thông tin của chiếc bếp từ này. Như mình đã nói ngay từ đầu video thì nó được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức luôn, cho nên là phong cách thiết kế khá châu Âu. Thứ hai nữa là những cái linh kiện bên trong đều được lắp ráp bởi hãng linh kiện Ego đến từ Đức. Về mặt thiết kế lần này có màu chủ đạo là màu đen, không cầu kỳ quá nhiều, tinh tế đơn giản nhưng mà vẫn rất là sang trọng. Phần mặt bếp cũng rộng rãi, bốn cạnh thì được vát nhẹ, cách điệu. So với cái bếp từ lần trước Đan Anh trên tay cho mọi người thì nó có cái bề mặt tiết diện với vùng nấu là hình tròn. Thì lần này chúng ta sẽ chia làm hai khu vực và được định hình bằng những cái phần gạch. Phần ở giữa cũng sẽ có gạch nhưng mà đây chỉ là một cái phần để mọi người đặt để thôi, nó không thể nấu được. Và chúng ta chỉ nấu ở hai cái phần nấu chính ngay đây. Với kích cỡ mỗi phần là đâu đó khoảng 12,2 inch. Đối với mình thấy thì kích cỡ này khá rộng rãi để mọi người có thể nấu được nhiều món ăn với nhiều loại nồi có kích cỡ lớn khác nhau. Về mặt bếp lần này thì Đan Anh thích nhất đó chính là cái sự rộng rãi, được tối ưu hóa. Cảm giác như là Đan họ sắp xếp và phân chia cái khu vực rất là khoa học. Mình thấy ở giữa nó có một phần để chúng ta có thể đặt để thêm những phụ kiện khác trong lúc nấu ăn. Mình hiểu tâm lý nấu ăn á, không biết có ai giống như mình hay không, mình không thể nào nấu ăn gọn gàng và khoa học được như những đầu bếp chuyên nghiệp. Vậy cho nên là trong những cái lúc nấu ăn, Đan Anh thường có thói quen là đặt những chén, những cái tô bên cạnh để có thể múc đồ ăn. Đơn giản nhất mọi người có thể hình dung là khi chúng ta nấu một cái món nước và cần phải vớt bọt á, thì đặt một cái tô bên cạnh cũng rất là tiện lợi. Và một cái mặt bếp to thì cho phép chúng ta làm điều này thoải mái hơn mà không có phải mất thời gian sắp xếp lỉnh kỉnh ha. Tiếp theo là phần hệ thống bảng điều khiển. Đặc điểm của những cái đồ gia dụng Đan mà Đan Anh đã từng trên tay qua, từ bếp từ cho đến máy rửa chén á, có một đặc điểm chung ở những cái nút bấm cũng như là chức năng mà hãng đặt để ở bên trong á. Với người sử dụng thương hiệu Đan lần đầu, đối với mình thì thấy rất là khó để làm quen, phải tìm hiểu mất một thời gian. Nhưng mà một khi đã quen rồi thì những cái tính năng này mình thấy nó rất là tiện lợi và hiện đại, dễ sử dụng. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu sơ cho mọi người những chức năng trên cái bảng điều khiển này. Đầu tiên là chính mức nhiệt độ, chúng ta sẽ điều khiển bằng trượt slide, tiện lợi, dễ dàng và kể cả khi là tay ướt thì bạn vẫn có thể điều khiển. Ngoài ra sẽ có các chức năng warm là giữ ấm nè, chữ P nghĩa là tăng công suất lên mức cao nhất và nấu nhiệt độ cao nhất, chế độ khóa. Ở khu vực này thì chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ cũng như là cài đặt thời gian cho từng vùng nấu khác nhau. Và kế bên đó thì sẽ là cái nút tạm dừng hồi nãy mình nói. Lát nữa thì mình sẽ chỉ sơ cho mọi người những cái cách để chúng ta có thể thao tác đối với từng chức năng trên cái chiếc máy này. Tuy nhiên thì mình sẽ nói tiếp về một điểm mà mình rất thích trên thiết kế của chiếc bếp từ Đan này. Đó chính là cái việc rất là dễ vệ sinh và lau chùi. Với cái mặt kính gốm bóng như thế này, nó hơi dễ bám vân tay một chút xíu. Tuy nhiên thì nếu như mà mọi người chỉ cần dùng khăn ướt lau sơ qua thôi, rồi dùng khăn khô lau lại là nó sẽ sạch hoàn toàn. Mọi người có thể kết hợp sử dụng thêm với những cái chất tẩy rửa nhẹ để cho mặt bếp nó luôn sáng và bóng, cũng như là sạch sẽ nhất ha. Tiếp theo thì sẽ là các chức năng và thao tác. Để kích hoạt cái máy này lên thì mọi người cần kết nối dây điện ha. Rồi chúng ta sẽ bấm nút nguồn ở giữa, nhấn giữ. Khi mà nghe một tiếng tít và có cái đèn màu đỏ là cái bếp này đã được kích hoạt. Sau đó thì hai vùng nấu như thế này, tương ứng với lại mỗi cái bảng điều khiển khác nhau. Thì mọi người chỉ cần di chuyển chuột như thế này để tăng giảm nhiệt độ tới mức mình cần.
Đầu tiên mình sẽ nói về cái tính năng tự động. Nó sẽ đẩy công suất vùng nấu lên đến mức tối đa cao nhất. Sau đó khoảng từ 3 đến 5 phút sẽ quay trở lại cái mức số 4 này. Mọi người thấy nó hiện lên chữ A là được ha. Và tương tự thì mọi người có thể áp dụng với những mức nhiệt khác nhau, từ mức 8 trở xuống. Đó. Hiện tại thì bếp từ dòng này của Dan nó đang có ứng dụng công nghệ inverter thông minh để giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Và ngoài ra nó có một cái tính năng nữa là booster nấu nhanh. Và cái tính năng booster là hình chữ P ở đây, mọi người chỉ cần nhấn chữ P là được và nó sẽ kích công suất bếp lên đến 3000W. Hai bên đều có tính năng này ha. Nhưng mà với cái tính năng này thì mọi người nhớ là chỉ nên áp dụng nấu từ 3 đến 5 phút thôi, tránh cái việc thức ăn nó sẽ bị quá chín hay là quá khô hay là quá nhừ. Bếp tường này của Dan nó cũng sẽ có một cái tính năng là tự động chia sẻ công suất giữa hai bếp và tối đa là 3700W. Như mọi người thấy ở đây. Tiếp theo sẽ là tính năng ủ ấm. Tính năng này sẽ giúp cho thức ăn của chúng ta giữ ở mức nhiệt là 70 độ C. Mọi người chỉ cần bấm vào cái chữ warm ở đây thôi. Với tính năng này thì đồ ăn của chúng ta sẽ không lo bị cháy khi mà mọi người đã chế biến xong rồi. Nhưng mà chưa có ăn ngay lập tức thì chúng ta có thể áp dụng cái tính năng này để giữ nó ở trong mức nhiệt luôn nóng, nhưng mà sẽ không khiến cho đồ ăn quá sôi hay là nhừ. Và một tính năng nữa mà ngay từ đầu mình có nói với mọi người là tính năng tạm dừng khi đang nấu. Ví dụ như là đang sôi sùng sục nhưng mà mọi người có một cái việc bận nào đó mà không muốn tắt cái bếp, thì chúng ta có thể sử dụng cái nút tạm dừng như thế này. Thì lúc này cả hai vùng nấu nó sẽ được pause lại luôn. Nhưng mà lúc quay lại chúng ta bấm thêm một lần nữa, kéo cái bảng điều khiển này đến mức nhiệt mà mọi người mong muốn, giữ lâu một chút xíu thì chúng ta sẽ quay trở lại nấu như bình thường. Tiếp theo sẽ là hai tính năng mà mình thấy rất là hữu ích trong quá trình mà chúng ta nấu ăn luôn. Đó là hẹn giờ và khóa trẻ em. Với hẹn giờ thì mọi người sẽ nhấn giữ cả phím trừ và phím cộng trong cùng một lúc. Thì lúc này bảng điều khiển nó sẽ hiện lên cái số lượng phút để cho chúng ta có thể hẹn. Chẳng hạn như là bây giờ mình muốn quay trở lại sau khoảng 5 phút đi. Thì mình sẽ hẹn 5 phút. Bởi vì sau 5 phút xong thì nó sẽ tự tắt bếp mà không có đun sôi thêm, tránh tình trạng là bị trào hay là gây nguy hiểm. Và thời gian nó sẽ đếm lùi như thế này. Và mặt đồng hồ cũng sẽ hiện lên ở cái phần bếp mà chúng ta đang nấu, tức là nó sẽ hẹn giờ theo từng vùng. Tiếp theo là tính năng khóa trẻ em. Ví dụ như trong cái trường hợp mà bạn không có mặt ở bếp này mà bạn sợ ai đó sẽ tới hạ nhiệt độ hay là thay đổi một cái gì đó bất kỳ, thì chúng ta có thể bấm cái nút khóa này nhấn giữ thì sẽ không ai có thể bấm vào được nữa. Có một tính năng an toàn nữa của chiếc bếp từ Dan này là khi nước bị trào ra và tràn vào phần bảng điều khiển thì nó sẽ tự động ngắt. Khi nước tràn ra như thế này thì bếp sẽ tự động tắt, không có đun thêm nữa, rất là an toàn. Và ngoài ra như mọi người thấy là nó có hiện chữ H. Chữ H này có nghĩa là nhiệt dư. Nên khi mà chúng ta nhấc cái nồi này ra, tức là bếp phần bên này vẫn còn nóng. Chúng ta không nên đặt tay vào hay là vệ sinh ngay lúc này bởi vì rất là nguy hiểm. Tóm lại, sau một quá trình trải nghiệm thì Dan Anh thấy đây là một chiếc bếp từ rất đáng để bạn có thể sở hữu. Đầu tiên là vì nó đẹp, sang trọng, dễ lau chùi. Thứ hai là các chức năng của nó nhiều, thông minh. Bảng điều khiển thì trượt slide, cho nên là mình nghĩ là ai sử dụng cũng được, kể cả là người cao tuổi. Và chức năng khóa trẻ em để đảm bảo được an toàn và không bị thay đổi trong quá trình nấu. Một cái nữa để mọi người lưu ý là khi mà chúng ta làm quen sử dụng cái bếp từ Dan này lần đầu thì hãy nên tìm hiểu một chút xíu về cái thao tác cũng như là bấm chạm, bởi vì đối với mình là nó sẽ hơi khó. Nhưng mà đã quen rồi, đã nhớ rồi thì sử dụng nó rất là dễ và tiện lợi. Và cuối cùng là một diện tích rất rộng để bạn có thể thoải mái nấu nướng, đặt để mọi thứ tùy ích, làm chủ cái bếp của mình trong lúc mà mình nấu ăn. Và đó là tất cả những gì mà Dan Anh muốn chia sẻ với mọi người với chiếc bếp từ Dan này. Và mọi người nghĩ sao về chiếc bếp này thì cũng đừng quên để lại phía dưới phần bình luận cho Tinh Tế cùng biết với nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.